trở lại với kênh Tin tức trong ngày. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin. The Face chưa kết thúc, Phạm Hương đã có cuộc chiến mới. Cộng đồng mạng đang lan truyền tấm poster của cuộc chiến sắc đẹp có sự góp mặt của siêu mẫu Hà Anh, Hoa hậu quốc dân Phạm Hương và chân dài Lily Nguyễn. Bộ ba Tonstone từ trang phục tới lối trang điểm. Trong ảnh, Hà Anh đứng giữa, nổi bật cùng kiểu tóc suôn thẳng và nếp chỉn chu. Phạm Hương, Lily Nguyễn đứng ở hai bên của cựu giám khảo Việt Nam Next Top Model năm 2010. Họ cùng tròn kiểu tóc xoăn ấn tượng, rất quyến rũ và nổi bật. Người hâm mộ cũng rất tò mò và phấn khích khi biết Phạm Hương có cơ hội đối đầu cùng đàn chị Hà Anh. Bởi có khá nhiều chuyện duyên nợ giữa hai chân dài này. Ít ai biết rằng, khi chập chững bước vào nghề người mẫu, Phạm Hương đã nhận được sự giúp đỡ từ phía siêu mẫu Hà Anh. Năm 2010, cô thử sức ở Việt Nam Next Top Model và may mắn vượt qua vòng loại để vào nhà chung. Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 đã có cơ hội tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm từ siêu mẫu Hà Anh, host của chương trình năm đó. Thậm chí, theo nhiều người, Phạm Hương chịu sự ảnh hưởng khá lớn từ ý tưởng, kỹ năng trình diễn của nữ siêu mẫu nổi tiếng. Thời gian Phạm Hương tham gia cuộc thi Miss Universe, Hà Anh cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực và ủng hộ học trò cũ trước những ồn ào tai tiếng. Chính Phạm Hương từng khẳng định trong một chương trình truyền hình rằng Hà Anh là người thầy đầu tiên mà cô không bao giờ quên ơn. Cô vẫn trân trọng và ghi nhớ những bài học mà siêu mẫu 8X dạy Phạm Hương thời mới làm quen với giày cao gót. Hà Anh và Phạm Hương đều là những người sắc sảo, cá tính và đặc biệt rất thuận ngôn, có chính kiến riêng. Đặc biệt, cả hai đều giữ cho mình những hình ảnh bất di bất dịch trong lòng công chúng bằng những mái tóc ấn tượng. Theo họ sau bao nhiêu năm như những dấu hiệu nhận biết phong cách cá nhân của mỗi người. Điều này đã được chứng minh qua hình ảnh trong những chương trình họ từng tham gia từ đấu trường nhan sắc tới các talk show hay chương trình giải trí. Nếu cuộc chiến mới đối đầu trên ghế nóng của họ thành sự thật, chắc chắn khán giả sẽ được chứng kiến những màn đối đầu và thậm chí là đấu khẩu rất thú vị và ấn tượng. Một điều đặc biệt khác là sự liên hệ giữa Lily Nguyễn và Phạm Hương. Họ cùng góp mặt trong chương trình truyền hình đang gây sốt là The Face với những vai trò hoàn toàn khác nhau. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 là một trong ba huấn luyện viên của chương trình, cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà và người đẹp Trần Ngọc Lan Khuê. Lily là học trò của Hoa Hồ nhưng lại nhận được khá nhiều sự chỉ bảo, hỗ trợ từ Phạm Hương. Mối duyên chồng chéo của bộ ba Hà Anh, Phạm Hương, Lily Nguyễn khiến dư luận đặc biệt quan tâm tới cuộc chiến sắc đẹp, dù chưa rõ đây là sân chơi như thế nào, có thể lệ, điều kiện ra sao. Đã có rất nhiều chia sẻ, bình luận được đẩy lên đến cao trào ngay khi hình ảnh của ba cô gái được tung ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!